Xin kính chào quý vị và các bạn. Nhà đất mặt tiền rộng có thang máy ở khu phân lô Quân Đội đang được rất nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là tại khu vực nội đô này. Sau đây thì em Thiện xin được trân trọng giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một bất động sản như thế đang bán mới nhất thời điểm nửa cuối năm 2024. Tài sản này là một sản phẩm nhà xây mới hoàn toàn, vừa mới hoàn thiện xong, đang lau chùi dọn dẹp đấy ạ. Cái diện tích tầng trên đưa ra được sử dụng là 45m² một sàn. Diện tích sổ đỏ trùng với đất ở tầng 1 là 42m². Kích thước chiều ngang là 5m4, chiều sâu vào là gần 8m. Nhà có sổ đỏ lâu dài do cơ quan triều đình cấp, không quy hoạch, không tranh chấp. Tài sản gắn liền với đất này thì họ xây là 6 tầng rưỡi. Khung cột bê tông chắc chắn mỗi tầng 1 phòng. Bố trí công năng của các tầng có thể mô tả qua như sau. Tầng 6 là phòng bếp, có thể làm phòng khách luôn. Các tầng 5, 4, 3, 2 thì mỗi tầng một phòng rộng. Tầng 1 thì chúng ta vừa xem đây rồi. Kích thước thửa đất và kiểu cách bố trí nó cho phép tầng nào cũng có vệ sinh rộng rãi và có thể thuận tiện sử dụng ạ. Ngôi nhà này thì rất thoáng vì mặt tiền là hơn 5m, có cửa sổ rộng, có ngõ rộng rãi. Cửa vào phòng thì đều là gỗ lim. Ở khu phụ vệ sinh thì toàn hàng hiệu thôi. Có diện tích rộng nên được lắp cả vách tắm kính. Trừ tầng trên cùng và tầng 1 ra thì tất cả các phòng đều có lát sàn gỗ ạ. Tài sản này thì có ưu điểm lớn khác về cái vị trí khu vực và đường đi lối lại. Địa điểm nhà mình thì nằm ngay gần chỗ giao cắt giữa phố Hoàng Văn Thái và Nguyễn Ngọc Nại, cũng tức là ngay khu đầu đường Lê Trọng Tấn rẽ ngang vào đấy ạ. Vị trí này thì gần với bảo tàng phòng không không quân, gần khu chung cư Artemis Lê Trọng Tấn, Trường Chinh. Đại học Y và Bệnh viện Đại học Y thì cách nhà mình là 1 cây số. Địa chỉ nhà theo sổ đỏ là thuộc phường Khương Mai, quận Thanh Xuân. Phương tiện di chuyển chính trong nhà chúng ta sử dụng bên cạnh thang bộ chính là thang máy. Thang này thì có sức chứa cùng lúc là 6 người, tương đương sức kéo khoảng 450kg, thương hiệu là Fuji. Nhà mới nên là thang máy cũng mới được lắp đặt và vừa mới kiểm định xong thôi. Từ vị trí khu vực nó cũng dẫn tới cái ưu điểm về dân trí á. Khu này thì nguồn gốc đất toàn là đất chia lô cho các bác tướng tá quân đội, nên là ngõ sạch sẽ, dân trí cao. Ô tô vào sát nhà mình cách khoảng 2m ạ. Như vậy thì em Thiện cũng đã vừa thông tin tới cô bác anh chị mình căn nhà phố nằm tại khu vực Khương Mai, gần với đường Trường Chinh và Đại học Y Hà Nội. Nhà thuộc khu phân lô bộ đội, dân trí cao, sổ đỏ là 42m², diện tích xây dựng các tầng trên đua ra là được 45m² một sàn. Nhà sử dụng là được 6 tầng rưỡi và có thang máy. Bố trí là mỗi tầng một phòng, một vệ sinh. Kích thước chiều ngang là 5m4, có sổ đỏ lâu dài, chính chủ ngon sạch. Để xem thực tế nhiều nhà đẹp Hà Nội chọn lọc, xin mời kết nối em Thiện Đất. Em xin trân trọng cảm ơn ạ. Thank you.
Thank you.